Ngại gì tới? Gì? Ngại vậy? Rác gì làm gì? Rác ở đâu mà lựa dữ vậy? Ngồi giờ hả tí? Ai làm gì mà rác này vậy? tí về chạy nha ông vào á, chạy đấy không chạy luôn mà. Ừ, ông chạy tới khuya đúng không, này là hết chạy luôn. Còn ông chạy ông chạy mất tiêu, cuốn rồi, nghỉ luôn chắc về bữa bán cái đá luôn, năm sau chắc bán đá cho mình luôn tí hả. Lên. Quá. Bự thôi ha. Bự bữa nay nhiều bự không nhiều. Nay cho xà ná rồi ná. Cái gì mà dữ vậy tí? Hả? Cái gì ở dưới đây vậy? Cành lá, cành lá không vậy trời? Cái gì ở dưới đây ngâu vậy? Chắc ký gì? Ký không? Trời, cá dập với dừa bằng con gì tí. Tát vô luôn đi. Ấy.
con con gì vậy trời. Hai con quá luôn á. Cá bự nhiều. Này cá bự rồi. Cuối nước rồi, cá bự rồi. Thảm cá nhỏ ham chơi. Nó ra sớm. Nó chạy xuống vậy nữa à. Này cá lóc cá bóng cá lóc á vừa mà cái lần sau
nhiều quá vậy. Chứ cá thì hết luôn đi. Quá. Wow. Chứ cá ra ngoài hết nè, ra ngoài hết tí ơi. Đi. Kêu ổng xong rồi. Ôi này không được rồi. Cái giật này nhỏ quá nhảy. Bắt làm sao á, còn hai con làm sao á. Mệt luôn á. Càng xe nát không. Vậy hả, vô vậy hả? Ờ được rồi, được rồi. Còn hơi sáu chưa? Rồi. Còn con to kìa. Còn hết. Hết chưa? Nhục cổ đây. Còn như thế này bỏ luôn á. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có. Mẹ mẹ lấy chìa khóa kia đi. Khóa nào? Khóa nhỏ hả? Nhớ chìa khóa nhỏ đi. Dặm mà chứ nhớ đi, cái cây đùa.
có điện thoại không? Chưa? Biết sao,